nói sao nào? Dạ tại vì con điện cho anh Minh không có bốc máy, rồi tụi nhỏ thì hả đâu có đủ tiền mua sữa đâu con, hôm bữa con cũng nói bố á, rồi xong rồi giờ cứ gọi là không bốc máy, gọi là không bốc máy nên giờ con cũng đâu biết sao đâu. Bây giờ cái chuyện thì chúng mày xử lý với nhau, chứ chúng tao đâu cũng biết. Còn bây giờ tự mày mang mày đi mày nọ mày kia, mày có nói gì với tao đâu? Con có nói với anh Minh rồi, anh Minh bảo con là không cần phải nói với bố đâu. Bây giờ tao nói cũng phải học nha. Bây giờ cái cuộc sống của chúng mày á, chúng mày tự ấy mà tìm kiếm nhau. Còn nếu như mà gặp trực tiếp em Ngọc bị người chồng hắt hủi và kể cả bố chồng cũng có những lời miệt thị trong khi em đang mang song thai, thì ngày hôm nay em Ngọc đây sẽ gọi một cuộc điện thoại cho tất cả quý bà cô chú anh chị em mình nghe qua những cái lời lẽ của bố chồng lên tiếng và miệt thị con dâu như thế nào. Sau đây xin mời quý bà cô chú anh chị em mình cùng xem hết cái video để hiểu rõ về cái câu chuyện nhé. Rồi mấy anh em xin chào em gái nha. Dạ. Xin chào mấy anh. Thì kính thưa quý khán giả, thì ngày hôm nay anh Hải đang có mặt tại huyện Châu Thành Sóc Trăng, thì trước mặt màn hình quý bà cô chú anh chị đó là em Ngọc 34 tuổi, cũng vừa có một cái câu chuyện hết sức là đau thương về cái vấn đề tình cảm đó cả nhà. Đó thì được biết rằng là lúc trước đây em cũng sinh sống với một người chồng ở ngoài Bình Dương đó, thì sau khi mà em cũng đã mang thai, đó là song thai cả nhà, thì vào thời điểm đó thì phát hiện ra người chồng cũng có thay lòng đổi dạ và hắt hủi em trong lúc là em đang mang thai. Và hiện tại bây giờ thì đã kết thúc lại một cái mối tình duyên của em và cùng với người chồng, và em đã chính thức về nhà của cha mẹ đẻ ở đó. Thì câu chuyện nó như thế nào thì mình sẽ nhờ em Ngọc đây để mình chia sẻ sơ lược qua cho cả nhà mình cùng xem, tại vì trước đây thì những cái video mình cũng đã đăng tải lên rồi, cũng biết về câu chuyện này sơ rồi, thì có những quý bà con cũng chưa biết. Thì anh chào em Ngọc nha. Dạ. Thì em có thể chia sẻ sơ lược về cái vấn đề mà trước đây như em gặp người chồng, và sau khi mà đến diễn biến cái tình cảm như thế nào, rồi sau đó đã hắt hủi em như thế nào đó, em kể sơ lược quý vị khán giả được biết nha. Dạ, thì 2019 thì tụi em có quen nhau, đến 2020 thì tụi em đi ra ngoài ở chung nhau. Dạ, tới 2021 thì có thằng bé, rồi em sinh bé thì xong rồi giờ là 3 tuổi rưỡi, rồi hai đứa em là về Bình Dương ở. Thì em mang bầu 2 tháng hơn, thì em hai bé này thì em thấy chồng em có nhắn tin với cái chị kế bên nhà, và hai người cũng có qua lại nhau. Dạ. Rồi lúc đó là mình phát hiện ra rồi, mà mình có khuyên ngăn chồng hay là như thế nào không? Dạ có, em cũng có nói, nhưng mà chồng em thì nói là chỉ là bạn bè nói chuyện cho vui thôi, chứ không có nói là tình cảm. Dạ. Rồi từ lúc đó cho đến khi nào mà em mới phát hiện ra là chồng em có cái thay lòng đổi dạ là hắt hủi em hẳn luôn? Dạ nếu mà hắt hủi hẳn là lúc đó là mới có 4 tháng hơn à. Còn mấy lần trước thì chỉ là nhắn tin, và em không thấy gì hết trơn. Rồi qua khoảng tầm 4 tháng là em thấy hai người đi chung, rồi hai người như chồng em qua nhà chị đó ngủ chung á. Dạ. Qua nhà ngủ chung luôn? Dạ. Đêm đó lúc đó là 2 giờ mấy sáng. Rồi lúc đó em gặp qua nhà ngủ chung gì, em có nói gì hay là có hành động gì không? Em đang mang bầu, em lúc em tức em nói không được, rồi xong em ngồi em khóc, em ngồi em canh. Em canh đợi chồng em ra em nói chuyện, nhưng mà tại vì em còn thằng bé lớn nữa nên là em bé khóc rồi em phải chạy lên dỗ bé. Rồi chồng em đi ra lúc nào thì lúc em đi ra thì thấy mở cửa rồi. Em không gặp được chồng em. Rồi chồng em điện thoại cho bố thì nói là em thay giang hồ á, đánh nên là giờ sợ quá không dám về. Mà thật chắc thì em đâu có biết cái gì đâu, là chồng em sợ bố biết á. Rồi trốn đâu cũng hết ngày 2 ngày rồi mới về. Vậy là cái lời mà như chồng em nói với bố chồng em đó là thuê một nhóm người nào đó để tìm cũng là tác động. Dạ đúng rồi, như dựng chuyện á. Rồi lúc đó em có đính chính không? Em có, thì mọi người ở trong xưởng đá cũng nói, tại vì cũng có người thấy anh đi vô đó mà. Dạ. Là cái em đính chính lại với bố chồng, bố dạ. Chồng nói như thế nào? Thì bố không nói gì hết trơn á, lúc đó thì bố chỉ im im không nói gì hết. Còn mà
khi mà phát hiện ra mà hai người đi chung, người chồng kia này phát hiện á, xong rồi bị công an bắt á, thì lúc đó bố lên, bố mới nóng, bố mới chửi, bố chửi em trước rồi quay vô trong. Ủa, em có lỗi làm gì mà em không biết nữa, mới xuống xe chửi địt mạng nhỏ này. Trời, chửi em vậy. Ông về chồng mà chửi gì đó hả? Dạ, chửi ngay đầu công an luôn mà công an không có nghe. Trời ơi. Dạ. À, vậy là quê chồng em là vùng ngoài ha? Dạ, Thái Bình. À, ở đâu có ông về chồng nào mà trong khi đó thằng con ruột mình, chính con ruột mình là cái người mà gây ra những cái lỗi lầm mà lại mà chửi con dâu mình, những cái lời thô tục đến vậy luôn hả? Dạ. Lúc đó là chồng em đang ngồi công an ngồi trong con đồn á. Rồi lúc đó công an cũng có trong đó và hồ sơ vẫn còn trên đó đó, nên là em có sai nói vậy. Rồi lúc đó sao em hỏi nguyên nhân sao bố chửi con? Thì con nói, ủa con đâu có làm gì đâu, bố chửi con đó, chồng con ngồi chồng đi với người ta bị thì quýnh người ta thì bị bắt, thì tự nhiên con điện cho bố lên để xem xét thôi, tự nhiên bố chửi con. Sao ông im ru ổng nói vậy? À, vậy là nói chung là lúc đó ông là... im mà ổng. Còn ai nấy đến mấy binh, cho nên là binh con ổng trước. Sau khi mà em phát hiện ra chồng em như vậy đó, là lúc đó cái tâm trạng mình cũng có hụt hẳn lắm ha. Dạ buồn, đang mang bầu mà gặp tình trạng đó nữa nên là mình cũng sốc quá. Cho anh hỏi vấn đề này nè ha, có em nói thiệt ha. Dạ. Như là lúc đó mình có suy nghĩ là mình nghĩ quẩn đến cái mức độ như thế nào mà tiêu cực quá không? Dạ có, suy nghĩ nhiều lắm, cũng có cái đó nữa. Đến lúc mà phải 6 tháng là em có đi tổ phú cường, em đi ra ngoài. Em cứ suy nghĩ là mình đi như là vậy đó. Định ra đi ra tổ phú cường luôn ha. Xong rồi có mấy anh kia cản lại, không lúc đó cho em cũng nhãn phim. Cũng có người cản lại. Lúc đó mình đang mang song thai luôn. Dạ. Lúc đó bầu to rồi. Khi đó có người ta cản lại. Dạ, đúng rồi. Rồi giờ lúc đó em đi về nhà trọ ha, ủa gì về nhà hay thế nào? Xong rồi cái người ta mới kêu em là đưa xuống hội chồng rồi đó. Rồi không thì điện công an lên, rồi thấy gì em mới đưa xong rồi không biết mọi người điện sao đó mà nó với lại mấy người ở trong xưởng nước đá chạy tới. Xong rồi chở em về, lôi em về. Lúc đó lôi em về mà chồng em không có chở, anh chủ xưởng chở. Ủa chồng sao không chở? Em không biết, nó bắt em lội bộ, nó bắt em lội bộ với một cái anh làm ở trong xưởng đá từ giữa cầu mà bắt em lội bộ xuống tuốt chứ qua trạm thu phí. Rồi. Đó. Hiểu rồi. Em cũng không hiểu luôn. Là cái nó có một cái tình huống tình tiết như thế này nè, là trong lúc đó là cũng như là chồng em đã gian díu với người đó và người đó có thể là ra một cái mức độ là ngăn cấm không cho tiếp xúc gần em. Dạ. Đó. Có thể là vậy. Rồi khi mà chở em về nhà rồi chồng em có nói gì với em không? Có biên không? Dạ không, không nói gì, không nói năng gì luôn. Về xong là đi liền. Chở em, không có chở em về, y như cái anh chủ xưởng chở. À. Mà chồng em thì chở anh kia, anh mập đó, xong rồi chở về mà em không hiểu sao mà đi lâu lắm. Đi lâu lắm anh mập về rồi mà chồng em tí nữa chồng em mới về. Mà em thì về trước, anh chủ xưởng chở bằng ô tô á. Sao mà lại mà có những cái dù gì ta không thương cũng nghĩ chút tình mà cái sao mà đến nỗi đến mức độ mà nó nói chung là gọi đại khái là gọi thẳng thắn luôn là quá tàn nhẫn tâm luôn á. Rồi lúc đó, khi đó mà em có một cái tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực gì đó bên ba chồng có hay không? Dạ thì chồng em có gọi đó, nhưng mà ba chồng em hay gì đó cũng không có gọi cho em đó. Chồng em có gọi nói với bố á, nhưng mà em không thấy gọi nói gì á. Không khuyên ngăn ừ. Dạ không. Ừ nó thôi con ơi, con nó hết nợ hết duyên thế này nó cái nọ ha. Dạ không nói gì. Để thôi. Hôm bữa hai người đi chơi với nhau á, cái xong cái em nói em về nhà, em chờ bố chồng em nói: "Bố ơi, mẹ ơi, bây giờ ảnh gì đó bố mẹ phiên đi." Xong cái tao phiên rồi mẹ nói tao cũng phiên mà nó vẫn vậy thì tao cũng không biết nói gì hết. Đó. Rồi nói vậy thôi, chứ em cũng không biết nói gì nữa. Đã là chính cái bản thân của người con trai mình ngược đãi con dâu của mình mà rồi khi mà đi đến cái nơi làm việc của cơ quan chức năng mà còn buông ra những cái tiếp cái lời mà thô tục đó. Hôm đó anh chửi em địt mẹ ai cũng nghe hết trơn á. Mấy người ở đó ai cũng nghe hết trơn á. Làm trong xưởng nước đá á. Tại vì cũng bị chồng em lừa nói là tao bị cướp xe, xong rồi mấy anh bên xưởng nước đá mới chạy ra, ai ngờ cái bị công an hốt về luôn, đánh bí đấm cũng bị quan luôn. Rồi lúc mà em đi về nhà, về quê nhà cha mẹ đây nè, thời gian bao lâu em mới xin hai dạ tháng sau em về, bữa 13 tháng 5 đến đầu tháng 6 là em nhập viện, đến 8 tay là em mổ hai bé.
Hậu thật ha. Rồi từ lúc đó tới giờ là bên nội cũng như là ba nó có ai gọi điện thoại không? Dạ không, không ai gọi hết. Em có thử một lần nào em gọi không? Dạ thì em cũng định gọi, nhưng mà gọi lúc em gọi đẻ hai bé xong em gọi, rồi bố em bắt máy lên thì em cũng nói là bố ơi, giờ con không có khả năng để chăm hai bé á, kia Minh hỗ trợ cho con tiền sữa tiền tã rồi cái địt mày em mày cái em mày nuôi không nổi, mày mang nó lên đây cho tao. Xong rồi cái em thấy nghe câu địt mẹ em thấy buồn, em tắt máy luôn. Xong mà là lớn rồi mà cái bạc làm hay cha từ làm đó. Mẹ mà dạ. Lại buông lời những cái lời lẽ nó không được sạch sẽ dữ đó. Em không biết. Rồi em có thử một lần nào em gọi cho chồng chưa? Em gọi mà cũng không dám bóc máy. Em có gọi rồi hôm trước em cũng có gọi nhiều lần không bóc máy nên em xóa luôn số. Em nói không bắt thì lần nữa không bắt nữa thì thôi. Là em gọi bằng số chứ còn qua trang mạng là không gọi nữa. Dạ không gọi được nữa, chặn hết rồi. Dạ. Gọi bằng số điện thoại nhưng mà gọi không bắt máy. Cái người mà phụ nữ mà qua lại với chồng em đó là có quen biết với mình như thế nào không? Dạ sát bên nhà, sát bên cái kiosk em thuê luôn á. À. Y như là ở hẹn sớm với nhau như nè. Dạ sát bên. Người đó có gia đình không? Dạ có. Có chồng, đang ở với chồng. À. Sau khi mà đổ vỡ ra thì bên chồng của người đó có hay không? Dạ hay. Thì người chồng đó theo dõi chị này á. Em biết chị này đi với chồng em rồi xong rồi đánh nhau. Mà chồng em hình như đánh người ta hay sao á, tại ông nóng gì. Chồng chị này hiền khô à. Vậy là chồng em cũng hổ báo cáo chồng ha. Dạ chắc vậy. Tại vì đó giờ em thấy nó hổ báo lắm. Hổ báo cáo chồng. Nó hay, nó hay. Hở gì ra nó hay ham người ta, đánh người ta lắm. Chồng em từ trước thì có gì về quê này chơi không? Dạ không, có về rước nhóc thì có, rước thằng bé lớn em á. Em thấy như hàng ngày là mỗi khi mà chồng em về đó, về quê này nè, rồi cách cư xử có tôn trọng bên gia đình em nhiều không? Dạ không, không có qua đây, chỉ đứng ở bên kia cầu. Ủa kêu em ẩm nhóc qua. Lúc đó là em mới sinh bé lớn đó là được chắc gần 10 bữa là xuống đây rước em về nè. Có gì biết nguyên nhân như thế nào không? Tại sao đến nhà người vợ mà không qua nhà mà phải đứng bên kia? Em không biết, tự nhiên không qua, cứ tới rồi gọi kêu đem qua rồi đi về. Rồi. Giờ lại bình dương luôn. Nói chung như là thiếu đi một sự lịch sự mà tôn trọng nữa mà. Quá tại. Thì cái video lúc trước á, anh có chị ấm anh em có chia sẻ là có nói một câu là khi là gọi cho bố chồng á, thì bố chồng lại có những lời mà nó không hay quá. Dạ. Thì khi anh chị anh đăng tải lên á, thì cũng có nhiều cái ý kiến cũng hơi trái chiều đó, là tại sao là người ông làm ông nội mà lại khi mà con dâu mình gọi mà lại trả lời một câu như vậy thì cũng không hay gì quá. Thì cái đường like cái clip này của anh em chia sẻ thực tế đây thì có thể là anh một lần gọi nữa để anh ghi hình cái cuộc gọi này lên để coi là ông nội có trả lời như thế nào để cho bây giờ em chứng minh đích thực một cái đi để coi gì mình dễ bề nói chuyện hơn á. Dạ. Bây giờ em gọi em cứ mở lo thôi. Con gái giờ như là mấy anh không có thay gì đó. Rồi dạ. Bố chồng nói sao? Rồi em gọi đi. Điện thoại em hết tiền rồi bố mà. Em đi vô nhà chứ. Mà em kiếm số đó giờ không thấy ở đây không biết. Đi trong không? Hôm bữa em buồn quá em xóa luôn. Xóa hết số luôn. Đây là một cái cuộc gọi trực tiếp luôn. Đây là con số. Còn em gọi con số. Có những cái ý kiến như thế nào thì khi mà gọi đến là bố chồng của mình. Dạ, chứ. Mình chỉ gọi ý kiến thì có bắt máy không? Để em gọi à? Không, em nghĩ gọi chắc biết số của em có thể là bắt rồi. Dạ. Em cứ hỏi năm nay vấn đề về anh Minh gì đó, chồng em á. Dạ. Nói chung là ba bố có nói với Minh không, chứ giờ con ở quê không có làm gì ra tiền để lo hai cho ba đứa nhỏ. Dạ. Để lo bố nó không. Em muốn lên đâu lại em nói không bắt máy không bà còn cái gì để em gọi lên lần nữa ví dụ như
là một người cha, một người ông, ví dụ là con hoặc cháu mình gọi đến thì ra những lúc bận hoặc là không có để máy thì nó không bắt thôi. Em hát chua hơn. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Ở ngoài á, thường ngày bố chồng có đi làm công việc gì không em? Dạ có, đi làm bên kiểu mà làm bên xây dựng hay gì á, nhà đất gì á. Em cũng không gần lắm nữa. Tại bố đi miết à. Hôm bữa còn số nữa mà số đó em xóa rồi. Đây đây đây, hai số rồi. Dạ. Để em gọi thử xuống này nữa. Nhưng mà số đó có những reo mà. Dạ, dạ ông phải tới hai số rồi. Để em gọi thử số này nữa chứ. Bấm bỏ máy bận. Tắt máy bận hả? Dạ. Rồi, từ chối nhận cuộc gọi rồi. Bấm bỏ máy bận. Bây giờ cãi. Mình làm liền cái nữa, gọi em làm liền thêm cút nữa, à, thử thêm cút ra ông trả lời sao? Đúng rồi. Nói chung vậy là không có trách nhiệm rồi. Alo. Dạ bố ơi, con nè bố. Bố. Ai ơi. Con Ngọc, dạ anh Minh á. Có gì không? À, dạ bố, hôm bữa bố có nói với anh Minh, tại em bố con điện cho anh Minh mà anh Minh không bốc máy á. Bữa giờ không gửi tiền sữa cho anh nhỏ đó. Tự tắt. Em nói câu đó, ông tự tắt thôi. Vì là nói tới vấn đề mà nói anh Minh thấy tiền sửa là tự tắt máy ha. Ông tự tắt luôn. Ông em ru, ông tắt luôn. Rồi thôi, được rồi, hỏi đi. Vì là cũng đủ hiểu về câu chuyện nữa. Nói chung là, ví dụ á, người ta thường nó nói mũi dại lá chiêu đòn. Nhưng mà này, cái mũi dại cái lá cũng dại theo. Mình khẳng định mình nói thẳng là vậy đi. Chứ đâu có ai mà cốt nhục tình thâm dù gì không phải là... con dâu không phải là con ruột của mình nhưng mình cũng còn cháu của mình đây. Ba đứa cháu chứ phải ít thôi gì đâu. Mà trong khi đó là một mình con dâu phải là cu mang lo. Lo từng miếng ăn giấc ngủ. Nói chung là rất là vất vả. Mà gọi điện thoại đến thì không có một lòng quan tâm hay là hỏi con dâu hay như thế nào. Cháu ông khỏe hay gì. Mà tắt máy khi mà nói đến về vấn đề mà tiền hay là sữa thế này kia. Như vậy là trước mắt nói chung là không có đúng là một trách nhiệm của một người cha và một người ông. Nó thì em có cảm nghĩ như thế nào, em có còn nối tiếc về gia đình của chồng nữa không? Dạ không, em không nối tiếc từ lúc mà chồng em dậy rồi bố chửi em nên là em cũng không nối tiếc lắm. Hồi trước ở chung nhà mà em còn chịu đựng bà vợ chồng mà em chửi em còn thậm tệ hơn mà em còn chịu đựng được chứ mà. Nói chi bây giờ nói chung thì cũng là đã lỡ hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ những cái phát ngôn nào của mẹ chồng mà chửi em như thế nào em có thể thật lại được không? Hồi trước em ở chung như nè, bố gọi lại. Dạ con nghe bố ơi. Con đang ở đâu mà nói nó khó nghe vậy? Dạ con đang ở quê bố. Làm sao nó có bụng bà bụng bóng vậy? Ừ, dạ con không biết nữa, cái xấu yếu á. Bố nghe con nói không bố? Nói sao nào? Dạ tại vì con điện cho anh Minh không có bốc máy. Rồi tụi nhỏ thì hả đâu có đủ tiền mua sữa đâu con. Hôm bữa con cũng nói bố á. Rồi xong rồi giờ cứ gọi là không bốc máy, gọi là không bốc máy nên giờ con cũng đâu biết sao đâu. Bây giờ cái chuyện chúng mày xử lý với nhau. Chứ chúng tao đâu cũng biết. Còn bây giờ tự mày mang mày đi mày lo mày kia mày có nói gì với tao đâu.
Con có nói với anh Minh, rồi anh Minh bảo con là không cần phải nói với bố đâu. Bây giờ tao nói cũng phải gặp nha. Bây giờ cái cuộc sống của chúng mày á, chúng mày tự ấy mà tìm kiếm nhau. Mà nếu như mà không ấy thì mày lên mà nói với nó. Ủa anh Minh bây giờ anh Minh đang... Bây giờ tao làm sao tao biết. Giờ bố cũng thấy đó, tình trạng hôm bữa anh Minh quen người khác vậy. Bây giờ anh Minh ở với người ta, hôm bữa còn ẩm Bi lên còn không dám nhìn mặt Bi nữa sao. Bây giờ bố kêu con lên nói với anh Minh thì sao, anh Minh có dám gặp con đâu mà nói. Cái mày đâu tao không biết đâu. Tự đến với nhau, tự gọi tự kia, bây giờ tao không biết làm sao. Nói chúng mày mẹn nó qua rồi chúng mày nghe. Giờ thì ha, bỏ mấy đứa nhóc như vậy á, rồi ở chung với chị đó, bố cũng biết thừa hiểu chị đó, ở ngay chỗ sạn chỗ hãng nước đá, bố cũng biết, bố cũng gặp mặt ở chỗ công an rồi. Bố nói là bố chưa biết nó cái mặt nó như thế nào luôn á, từ đấy đến giờ là bố không nhìn cái mặt nó sống với ai mà không biết là nó thế nào luôn. Thì em bữa bố không bao giờ bố có một cái đứa nào hết á. Dạ hôm bữa thì ngay chỗ đồn công an thì bố cũng thấy chị đó ngồi, chồng chị đó cũng ngồi ngay đó rồi. Bố vô bố chửi con, bố vô bố chưa gì chân bố chửi con rồi. Bố nói như thế này nha, cái chuyện trẻ con chúng mày á, tao nói trước mà, chúng mày sống được với nhau, lúc sống thì chúng mày chẳng gì. Lúc lọ lúc kia chúng mày không bao giờ chúng mày lấy ai, nói với chúng tao một câu nha. Còn bây giờ chúng mày làm ra chúng mày thử chịu với nhau đi. Bố giờ bố không có cái rảnh mà đi nói cái chuyện đó. Mày... Ông tắt định hỏi ông bố thương cháu nội không? Hỏi thương cháu này sao? Ông chắc không rồi, nói chuyện chắc. Kiểu đó là không, tiêu. Ý bố của em là đổ lỗi cho hai đứa. Em chồng thôi, còn ngoài là bố không có trách nhiệm, nó thẳng là như vậy. Thì hôm bữa em cũng chia sẻ nó là bên chồng là không quan tâm mà. Còn thật sự những mà ông vai trò là ông nội thôi, khi mà con mình đã như vậy, thì dù sao nữa thì cũng cái nắm ruột của mình là những đứa cháu ở đây, thì mới hỏi thăm hoặc là có một câu gì đó an ủi cho em. Còn lần này là trách nhiệm làm bố chồng em cũng như là nói chung là bây giờ hiện tại bây giờ ông không biết đến, ông không cần phải biết đến mà ông đẩy qua bên cho con trai ông hết trơn. Dạ, đúng rồi. Là tự nhiên là tự động hai đứa bay đến với nhau, hai đứa bông tự xử, tao không biết đến, ông nói nãy rồi đó. Nói chung là một người ông với vai trò một người ông như vậy là không còn, mình nó đã khai thẳng luôn là không còn phải đáng để tôn trọng nữa. Nó là vậy thì thôi, bây giờ cũng như qua câu chuyện cái cuộc gọi ngày hôm nay em coi kết thúc được cái gia đình mình bố chồng cái việc kết thúc đi, chứ đừng mong trông mong mình nữa, không còn nữa đâu. Yeah. Anh thấy rồi đó. Bởi vì khi về đây em đâu trông mong gì ở gia đình đó đâu, em không trông mong gì hết. Ví dụ đặc dù không có là tình cha con rồi như con dâu thì cũng còn máu mủ của mình là hai đứa cháu nội, ba đứa cháu nội, không có hai đứa đâu, ba đứa cháu nội. Ví dụ mình không lo cho con dâu mình, bây giờ mình phải lo cho mấy đứa cháu nội, tại vì máu mủ của mình. Không hiểu sao mà có lời mình có một cái lý do và những phát ngôn như vậy thì mình chứ. Rồi trước bây giờ em ở chung với gia đình nó cũng gần gần 2 năm chứ đó, đâu có ít đâu. Mà em với mẹ chồng không có thuận. Nói chung là mẹ chồng em không hiểu, cứ tối ngày cứ nghĩ xấu về em không à.